làm siêu không? Có gì hay không? Có, nói chung là mẹ ai cũng có quá khứ cả, ông hiểu không? Có cái hay này, tôi hay dọa khách hàng là anh không nắp hàng thì không nắp đồ chính hãng ở em, anh ra ngoài anh nắp ấy, sau sẽ không bảo hành cho anh đâu. Đó. Đấy, ví dụ như là ông mà thay ắc quy bên ngoài, mẹ xe nó lỗi gì vào hãng là nó đổ cho ông là thay ắc quy bên ngoài không bảo hành. Ông lắp camera hành trình bên ngoài mà chẳng may lỗi máy, nó sẽ đổ ra là mẹ do ông lắp camera hành trình bên ngoài. Có anh chị em nào gặp cái tình trạng như này ạ? Là khi anh em vừa mới lấy xe hoặc chuẩn bị lấy xe thì siêu hãng, một số siêu hãng thì có dọa anh chị là khi mà nếu mà lấy xe về mà đi ra ngoài lắp đồ ấy thì là hãng sẽ không bảo hành. Một số nhá, một số anh siêu luôn. Là ví dụ như là đi ra ngoài lắp đồ, lắp thêm camera hành trình hay lắp cái màn hình là sẽ hãng sẽ không bảo hành. Thực ra cái này rất là buồn cười. Đấy, với những nhiều người mà mua xe lần đầu ấy thì họ chưa có kinh nghiệm thì họ cũng tin là lắp bên ngoài sẽ không được bảo hành và lắp hoàn toàn cái đồ cho hãng. Đấy, nhưng mà khi mà anh em lấy xe về anh em đi lắp cái camera hành trình hoặc là lắp lên bộ anti bóc hoặc lắp cái màn hình ấy thì là cái việc đấy nó chẳng có ảnh hưởng gì đến cái hệ thống điện của xe cũng như hệ thống phần mềm của xe cả, nên là cái việc bảo dọa và từ chối bảo hành cái những cái đồ như vậy rất là buồn cười. Ví dụ như anh em về mà anh em đi độ đi chế xe mà thay đổi kết cấu kích thước vận hành cũng như công suất của xe ảnh hưởng đến hệ thống điện cũng như là phần mềm của xe thì cái việc mà hãng không bảo hành, từ chối bảo hành là đúng. Nhưng mà đây anh em chỉ đi lắp đặt những cái món đồ cơ bản, ví dụ như lắp đặt cái camera hành trình, lấy nguồn ở cổng USB hoặc là cắm cái bộ Android là một thiết bị thứ ba để cho hỗ trợ kết nối, nó không có ảnh hưởng gì về hệ thống điện cũng như phần mềm của xe. Nhưng mà nếu như lắp đồ trong hãng ấy, anh em siêu bảo là nếu như lắp đồ trong hãng đưa xe cho em lắp thì là bọn em vẫn bảo hành đấy. Mà cũng được rồi thì em có làm một số chiếc xe của anh em trước kia cũng đi lắp đồ trong hãng, bây giờ hiện tại hết bảo hành rồi và nó bị lỗi, đi xuống bảo hành, đi xuống bảo hành. Cái tình trạng mà xuống hãng cứ từ chối cũng như là sale cũng bảo là bây giờ cái này thế nọ, anh em đi bảo hành rất là mệt. Ở đấy thì anh em nào đã gặp cái tình trạng mà khi anh em lấy xe bị sale dọa là lắp đồ bên ngoài không được bảo hành, hoặc là đã lắp đồ trong hãng và khi hết bảo hành xuống hãng không hỗ trợ bảo hành, thì anh em để lại ý kiến dưới phần bình luận để anh em cùng thảo luận anh em nhá.